màn trình diễn xuất sắc của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia đã giúp cho người hâm mộ Việt Nam tiếp tục có những ngày lân lân trong cảm xúc chiến thắng. Trong đó không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của ông chú, thủ môn Bùi Tấn Trường, chủ nhân của hàng loạt pha cản phá xuất thần. Ông chú Bùi Tấn Trường cùng một pha cản phá xuất sắc. Như thường lệ, người thân, bạn bè và dân mạng đã để lại rất nhiều lời chúc trên trang cá nhân của Tấn Trường sau trận đấu. Điều khiến nhiều người bất ngờ là sự xuất hiện và mối quan hệ có vẻ rất thân thiết của bạn trai cũ Linh Ngọc, Bục Duy nhỏ, với ông chú thủ môn. Cụ thể, Duy nhỏ đã bình luận, "Đỉnh cao, đỉnh cao, anh à", và Tấn Trường cũng trả lời lại kiểu nửa đùa nửa thật, nhờ tập huấn cùng đội bỉ ban đấy. Hóa ra cả hai đã cùng đá bóng với nhau một thời gian. Màn đối đáp của Bục và Tấn Trường. Được biết, Bục và Tấn Trường cùng đến từ Đồng Tháp và có niềm đam mê với bóng đá có lẽ đây cũng là lý do hình thành nên mối quan hệ thân thiết của hai nhân vật này tấn trường và buộc cùng quê đồng tháp ảnh tổng hợp